À, xin mời chào tất cả các bác. Thì hôm nay theo nhu cầu một bác khách hàng, đó là bác Tuấn Hữu, bác ở Thới Bình, Cà Mau, đôi số điện thoại là 5811. Thì bác có đặt bên em đó là một chiếc lọc Davix 231S. Thì đối với những bản 231S này thì cũng không cần phải giới thiệu nhiều với anh em rồi. Thì chỉ cần test lên tiếng, lên bát, lên check để cho anh em có thể thấy được chất âm của cái con lọc 231S này là ok rồi. Với bản 231S này bên em thì như anh em có thể nhìn thấy đây, nó chạy tất cả đó là nguồn xuyến tròn anh em nhé. Nguồn xuyến tròn bản cao cấp nhất. Đây, nguồn xuyến tròn anh em nhé. Đấy, anh em có thể nhìn thấy qua. Với những bản nguồn xuyến này thì nó cho ra cái độ nhiễu, độ ù xì trong bộ dàn nó sẽ thấp nhất anh em nhé. Đấy, thấp nhất, và nó là bản mới nhất, nó đã có công tắc nguồn. Đã nâng cấp cho anh em cái công tắc nguồn để anh em có thể dễ dàng bật tắt khi không sử dụng và khi sử dụng. Và lưu ý với anh em những bản này thì độ nhạy của nó rất là cao. Độ nhạy của các cần Aqualizer này rất là cao anh em nhé. Theo như em cảm nhận đấy, và chính em đã trực tiếp tăng thử bát check, tăng thử các cần gạt này, đối với những chiếc lọc cao hơn, ví dụ như lọc Davix 2231, 2231 thì nó sẽ là size 3U, nó sẽ rất dày anh em nhé, size 3U. Còn đối với những chiếc lọc này thì nó chỉ là size 2U thôi. Thì như theo em cảm nhận và em đã sử dụng thì đối với những chiếc lọc 231S này, độ nhạy của nó còn cao hơn anh em nhé. Độ nhạy của nó còn cao hơn. Ví dụ anh em có thể thấy nó sẽ chia ra làm 1, 2, 3, 4 cái cộng trừ dB này cho anh em có thể thấy. Khi các cần gạt này em có tăng lên tầm khoảng đến vạch thứ 2 đi, cho anh em nhìn nó dễ nhất này, cho đến vạch thứ 2. Đối với những chiếc lọc 2231 em cũng đã thử cho lên vạch thứ 2, nhưng độ nhạy của cái con này nó sẽ tốt hơn nhiều. Tiếng bát, tiếng check nó tăng lên rất là rõ rệt luôn cho anh em, để anh em có thể cảm nhận được. Đấy, để cho anh em có thể cảm nhận được. Và lưu ý với anh em đang bật trực tiếp và em đang chỉnh lại các cần gạt Aqualizer này để cho nó về 50-50, có nghĩa là để cân bằng, mà anh em đã được thấy được cái bát, cái check của nó, độ chi tiết của bộ dàn, bộ cấu hình nó sẽ như thế nào anh em nhé. Đây là độ chi tiết của bộ KK khi sử dụng mỗi con lọc và một con đẩy không thôi, và phát trực tiếp ra loa. Đấy. Về các nút ấn sử dụng này thì cũng nhiều anh em thắc mắc, đó là tại sao những cái đèn nháy này nó không nháy này. Thì lưu ý với anh em, khi có tín hiệu đầu vào nó to, đấy, khi tín hiệu đầu vào to thì nó sẽ nháy nhiều lên, anh em phải nhìn thấy. Và khi tín hiệu đầu nó sẽ nhỏ đi thì đèn nó sẽ nháy ít, hoặc tín hiệu anh em nghe càng bé thì tín hiệu đèn này nó sẽ cực kỳ là bé, và có thể nó sẽ không nháy anh em nhé. Đấy là một số điều anh em hay thắc mắc về cái đèn này, tại sao nó lại nháy và tại sao nó không nháy nhé. Về các nút bấm này thì EQ bypass qua hay là không qua lọc xì thì anh em lên để không có đèn, và lao cắt hoặc là ranger thì anh em có thể mở ranger lên để cho tăng cái biên độ tần số lên, để nghe các cần gạt này nó sẽ được lâng lên anh em nhé. Đây, anh em có thể nhìn thấy những ranger cộng trừ 12 thì nó sẽ tăng các biên độ tần số lên, và lao cắt thì nó sẽ cắt các bớt giải trầm đi. Ví dụ anh em đang sử dụng các dòng loa như BNB thì tiếng bát nó hay bị ù rèn, nó hay có đuôi, thì anh em hãy ấn lao cắt vào để nó sẽ cắt bớt cái phần bát có đuôi đi, để anh em nghe tiếng nó sẽ tròn hơn anh em nhé. Đấy, rất đơn giản thôi. Em có thể tăng thử bát check lên. Đấy. Đấy, anh em có thể đeo tai nghe vào để nghe thấy tiếng bát, tiếng check của những dòng này nó lâng lên được như thế nào. Và tiếp theo em sẽ lâng check lên này. Đấy. Đấy. Lâng check lên để anh em có thể nghe thấy được bát check nó sẽ lên rất là rõ ràng và rất là hay luôn anh em nhé. Nhấn này. Đấy. Đây sẽ là không qua lọc xì và nhả ra này. Đấy. Và các cái input gain này đầu vào anh em lên để hướng 1 giờ đến 2 giờ cho em thôi nhá. Cố thì anh em có thể để đến 3 giờ, không nên để đến kịch anh em nhá. Thường chỉ để tầm 2 giờ thôi, nó sẽ tránh gây ra các hiện tượng vỡ tiếng. Đấy, anh em nhớ cho em tầm để tầm khoảng 1 giờ đến 2 giờ thôi, không nên để kịch. Các cái input gain này nó sẽ gây ra hiện tượng vỡ tiếng. Đấy. Anh em có thể nghe thấy nhà này. Đấy, tiếng bát, tiếng check nó lên cực kỳ nó rõ ràng và cực kỳ là hay luôn cho anh em. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về các video bên em. Thì hôm nay em có test chiếc lọc xì
trước khi gửi hàng cho bác để bác thêm phần tin tưởng và yên tâm nhận hàng. Rồi chào tất cả các bác và hẹn các bác ở các video clip sau. Giá sản phẩm báo lại tới anh em 1.400.000 đồng là bao ship và tặng đầy đủ dây dắt để anh em có thể kết nối. Chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các video clip lần sau ạ.